Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Và đầu tiên nha, một combo điện tử đi. Này dành cho mấy bé nè, chuẩn bị vô học rồi. Hoặc là mấy anh mua sưu tầm được. Tới 9 con nha. 2, 4, 6, 8, 9 con điện tử ha. Này là kỳ dạng điện điện tử Nhật nha. Với điện tử thời trang Nhật luôn ha. Thì mấy con này cái nhà đã từng mua ở Việt Nam biết rồi. Một con thôi, một con cũng đã mấy trăm ngàn rồi. Nhưng mà em bán combo 9 con này có 500 thôi nha. Combo 500 nè. Điểm lên từng con cho nhà xem ha. Đây, lên hai cái xịn trước đi. Hai cái này là bản nội địa Nhật nè, có tiếng Nhật. Cái này giống nhau hết rồi. Có tiếng Nhật. Bấm vào đây là này là bấm về thể thao nè, để giờ điểm ngược chứ về thể thao nè. Báo thức nè. Này chỉnh thêm gì rồi sơi chỉnh múi giờ thế giới gì đó. Này quay lại giờ bình thường có tiếng Nhật nha. Ngày tháng thứ đầy đủ hết rồi. Hai con giống nhau hết nè. Đó. Giống nhau nha, để em đo size cho. À, con này size ngang của nó luôn là 46.7 mỏng. Đó, 10 16 ha, độ mới nha, thấy phay xước nè. Chắc zin nó còn dây khóa nè. Mặt sau đây. Da xích ha, chuẩn nội địa Nhật. Chung mấy này mới nha, còn mới lắm. Và một con này thì mặt xanh. Này cái vỏ dây xanh chứ nè, độ mới. Cái này như hàng trưng bày nha, do nằm trong lô dây chưa có dấu đeo, dây nó còn cộng nè. Da xích nội địa Nhật. Hai con này là dư tiền nha, hai con này nếu nhà đi mua là dư tiền rồi. Hai con ha. Rồi con này thì cũng thì cũng bản thời trang Nhật nha, còn siêu chưa bóc, siêu bọc chưa bóc nè. Đó, siêu bọc chưa bóc chứ không phải là cái kính dơ nha, siêu chưa bóc. Nó cũng vậy thôi, giờ thế giới cái giờ giờ thể thao báo thức nè các kiểu à. Cái điện tử vòng vòng nó cứ vậy thôi nha, đèn gì nè. Nó có đèn nè. Nó 5 giờ 1 phút nè. Dây khóa nè. Này có gì em lắp con đĩa vô cho, lắp thêm con đĩa vô cho nha. Dây khóa nè. Mấy đĩa thì có nhiều ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 42.5 mỏng, 13.6. Cái siêu trước chưa bóc, tức là con này độ mới cao da xích luôn ha, nội địa Nhật luôn. Rồi ba con. Con này là Citizen chuẩn nè, con này chuẩn Nhật nè, nó có bản đồ thế giới nè, giờ ngày tháng thứ đầy đủ nữa nha. Để bấm vào đây cái gì. Bấm đây chứ. Đó, này coi gì nè. Này bấm về thể thao nè. Này giờ điểm ngược kia giờ nghiên cứu thêm, này chỉnh giờ ok rồi, em chỉnh ok hết rồi, có bản đồ thế giới ha. Bấm là giờ bình thường. Trước khi đi em chỉnh giờ cho. Dây dây khóa nè. Độ mới ok nha. Mặt sau nguyên quy của CDN đó. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là 407 mỏng. 14.9 ha. Rồi, bốn con. Này thì đây, con này cũng nội địa Nhật nè. Con này cũng thời trang Nhật chứ. Giờ báo thức này đầy đủ hết rồi. Ở này giờ cho bé ha, mấy anh thấy dù mình thích đeo mấy dòng này mình đeo. Có nhiều anh em thích đeo dòng điện tử này, cái khóa thì cũng xịn rồi. Cái bản thời trang Nhật thì nó nhìn thấy chắc hơn, xịn hơn. Size 42 mỏng. 13.6. Này như còn siêu, đúng rồi, còn siêu bọc cũng gì nha. À, còn siêu bọc nè, hàng chi mấy này còn mới lắm. Còn siêu bọc chứ phải trầy ha. Nè, về lột ra. Rồi, 5 con. Này thì cái nhà hay mua cho mấy bé đeo nè, ở Việt Nam mua con này cũng phải 250. Đó. Con này nhìn là biết rồi ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 49.8 mỏng, 16.8. Trong mấy siêu thị cũng có bán á, mấy này. Còn siêu bọc luôn nha, còn siêu bọc chưa bóc nè. Chung mấy này thường mới, độ mới cao lắm. Rồi, 6 con. Con này cũng vậy nha, con này giống đó, đèn. Hai con giống nhau à. Này thì bóc bóc siêu rồi ta. Bóc siêu rồi, nhưng mà kính đẹp vậy nè. Đó. Mấy này độ mới cao nha. À, 44 mỏng, 15.6. À, 7 con. Con này thì cho bé gái, bé trai cũng được, bé nhỏ, mấy bé nhỏ nhỏ, đèn màu trắng. Mấy bé cho mấy con này chứ khoái lắm. Cho tiền nó xài hết thôi chứ mấy cho mấy này nhớ mình ha. Rồi này cho mấy bé như bé nhỏ nhỏ được. 37 14 rồi. 8 con. Con này thì nó không khác gì con Casio, chức năng cũng vậy luôn. Ngày tháng thứ giờ nè, báo thức. Bấm về thể thao. Nó chỉnh giờ quay lại giờ bình thường, đèn đèn sáng luôn nha. Con này không khác con Casio nha, nó y như Casio nhưng mà nó là dòng kiểu thời trang Nhật thôi. Chức năng cũng vậy luôn, giống nhau ha. Xe ngang của nó là 33.5 mỏng,
9 ly rưỡi. Gọi 9 con vậy nha, 9 con nè. 500 nha, 9 con 500 ngàn. Nó quá rẻ luôn. Lâu lâu soạn combo bán giá siêu rẻ cho anh em. 500 ha, lên cho em mã combo điện tử nha, combo điện tử ha. Rồi em lên cho nhà báo thức đi. Con này báo thức nha, Citizen nhìn cổ điển không? Đó, con này thì cái này nè, kiểu nó phai phai theo thời gian nha, nhưng mà nó kiểu để lâu á, này về xì bạ được hết chứ không phải bong tróc gì nha. Cho nhà xem kỹ nè, nó kiểu một cái lớp gì nha, như mạ đồng sao đó. Đó, nhìn cái dáng cổ điển, máy này chuẩn nha, chuẩn nội địa Nhật Citizen. Thì anh em nào thích kiểu báo thức cổ cổ chốt này này, tính ra cũng dòng cổ luôn này. Code cho báo thức nè, code cho báo thức nè, code cho giờ nè. Này thì gạt lên, đây là báo thức, gạt báo thức nè. Cái chuông đây nè, là chỉnh giờ nè, con này đang chạy chuẩn luôn á, đang chạy đúng giờ nè. Chỉnh giờ nút giữa ha, này chỉnh báo thức nè, nè để em cho báo thức luôn. Đó, thức nó quánh này nè, ra hay ha. Rồi tắt báo thức nè. Cái chân thiết kế nha. Rồi, con này cổ điển á, anh em hay sưu tầm báo thức á, chưa có cái mẫu nè, chốt này lâu lâu mới có cái bản này nha, chứ không phải có nhiều đâu. Cọc số La Mã nữa. Size 56.6 mỏng. 24.6 y lộn. 24 cho 25 đi. Đó. Rồi con này bán 550 nha, 550k mã báo thức 3 ha. Đó. Báo thức Citizen cổ điển. Nó để trong tủ nhìn cũng hay, người ta nhìn vô thấy cổ điển. Rồi, cái này thì cái đồng hồ báo, nó kiểu cái kiểu báo thức thôi, nhưng mà nó cái đồng hồ nha, nó nhỏ lắm nha. Nè, nó để em là bằng ngón cái nè, đó có coi nha, nó cho nhà dễ hình dung để mất công. Hồi sau con đồng hồ quay to quá, đến hồi nhận nhỏ xíu bằng ngón cái nha, đó, có đo size nha. Có nhiều anh em không để ý đo size nha, nè, size 26 mỏng nè, 14 14. Này mình làm móc khóa xe hoặc là để trưng bày tùy mình. Đó, nhưng mà nó là một con đồng hồ ha, máy Nhật đen nha, có ghi máy Nhật đen nè, 150k mã Q1 nha. 150k mã Q1 để trưng bày trên bàn làm việc cũng hay lắm. Rồi 150k. Này móc khóa nha, móc khóa. Màu kiểu màu vàng 24k, máy Nhật đen luôn nha, có báo máy Nhật đen nha. Móc khóa ha. Anh em thích móc khóa là móc khóa xe nữa, tùy mình. Xe đứng của nó luôn 50, ngang của nó luôn là 40. Rồi, cái này em bán 170 nha, 170k mã móc khóa 2 ha. Chuyển khoản là bao ship nha. Rồi cái này móc khóa, con này máy Nhật xám, máy Nhật xám. Mặt sau đây con này kia mới lắp siêu chưa bóc luôn mà. Siêu chưa bóc. Đó. Này máy Nhật xám ha. Móc khóa này miếng da nè, này cái móc này. Rồi một con đồng hồ móc khóa ha, này mới. Nên em về móc vô khóa xe coi giờ cũng hay lắm. Xe ngang của nó 36 mỏng. Đó, 8 đi 7. Rồi 150 nha, 150k mã móc khóa 1, máy Nhật xám như có báo nha. Kết móc khóa thì chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên tiếp cho nhà con điện tử đi. Nó anh em hay thích dòng điện tử Casio hả? Nếu mà anh em mà thích dòng Casio á, để sưu tầm có Casio, chưa có con WinQi chốt này. Đó. Con này rất là hiếm nha. Đó, anh em xài đồng hồ nhiều biết rồi, thấy gì lại em bán nhiều á, cái nhà thấy ít có con WinQi lắm. Đó, này giờ ngày tháng này báo thức nè. Bấm giờ thể thao nè. Đó, này quay lại giờ bình thường nè. Ý này quay lại giờ bình thường, này là chỉnh giờ thế giới nha. Nước vàng nha, thấy nè. WinQi ha, dòng Citizen. Nó thuộc dòng Citizen đó. Anh em thích dòng Citizen chốt điện tử của nó đây. Đó. Dây khóa zin của nó hết luôn nha, nước vàng còn đẹp lắm. Có nhiều anh em thích mấy cái điện tử nhìn vuông tăng dáng cổ điển, cái dòng WinQi rất là hiếm nha. Anh em hay sưu tầm đồng hồ chốt mấy này, size 33 ha, đứng luôn là 37 mỏng, 87 nha, chắc dây khóa mới lắm. Rồi con này em bán 350 mã C68 nha, 350 C68 ha. Em lên tiếp cho nhầm con Swatch Thụy Sĩ đi. Thì anh em hay hỏi ha, con nào chuẩn hãng Thụy Sĩ nên chốt mấy này nha. Con này thì bản thể thao, dây cao su nha, con này rất là lạ ha. Thì anh em hay sưu tầm Swatch Thụy Sĩ á, chưa có cái mẫu nè, chốt này. Dây cao su mịn lắm. Mới lắm, con này thiếu cái hộp nha. Chất nhựa nhám còn nguyên si ha, nè, chưa có phai, rất là mới luôn. Chạy 6 kim một lịch gốc 6 giờ kiểu lịch lọc nha. Này bấm này kim lớn thể thao nè, này ba cái đồng hồ thể thao, này kim rốn đồng hồ chính nè, có lịch nha. Đó. Cọc số cam, lịch cam luôn, bấm thể thao chạy nè.
Cái này nghe thấy còn mới không? Đồng hồ si mà quay kỹ nha, ha, lỗi báo lỗi còn có vết gì báo chưa? Con này thì thiếu cái hộp thôi. Dây khóa nè. Bấm ngừng thể thao cái nè. Hoạt động kim hoạt động reset nè. Full chức năng ha, có nhiều anh em hỏi chạy full không phải chạy hết nha. Đồng hồ phải chạy bán, còn không chạy bán tự xử nha, như yên tâm ha. Dây khóa nè. Đây, thông số đầy đủ. Con này Civic Mast nó chạy máy V8, chữ V8 nha. Cái máy con này là bốn chân kính nha, trong máy nó có bốn viên ruby nha, kiểu bốn chân kính nắp mở cái thay pin. Thì nhà thấy quay quay kỹ nha, thấy còn mới không? 6 kim mà dòng thụy sĩ mà giá nha, quá hời nha, giá quá bình dân. Xe ngang của nó là 41.9, chịu đứng luôn là 47 mỏng 12.9 nha. Anh em hay xài dòng siêu quát là biết nó, cái siêu bền lắm, mấy này siêu bền lên tay nha. Rồi, anh em thích siêu quá siêu ít dòng 6 kim ha, một lịch. Anh em bán 950 mã C69 nha, 950k C69. Độ mới cao, bản thể thao ha. Rồi một con thương hiệu bearing. Bearing thương hiệu cũng con này cũng dòng Skagen nha, nhưng mà con này nó đặc biệt cái là pin solar ha, pin solar. Thì cái dòng nó sẽ cao hơn Skagen cái là kính sapphire nha, kính sapphire. Đây, mặt sau có ghi thông số này cho nhà xem. Ghi nè, sapphire glass tức là sapphire nguyên khối nha, phay xước mặt sau đẹp này, độ mới cao lắm. Anh em mà đeo đồng hồ là biến thay pin đó, đúng siêu bền là mấy này nè, nồi đồng có đá nha. Dây khóa zin hết à, tính ra cũng mỏng à. Thiết kế điểm nhấn phay xước còn nguyên si, tức là chưa đến bóng siêu ba nha, chắc zin ha, chắc zin độ mới nè, cao khóa dập hiệu bearing lên tay đây. Form này em nghĩ là tay nào cũng được nha, nó kiểu xây quốc dân rồi. Pin solar năng lượng khỏe nha, lịch gốc 3 giờ để em test như dạ quang, có dạ quang cọc số vậy em test thử. Xe 40 ha, xe quốc dân. Đứng luôn là 43.8 mỏng. 8 đi 6 để em test dạ quang cho. Có dạ quang kim thôi nha, dạ quang kim cọc số trắng. Mặt kiểu hai lòng ha, mặt lòng chảo. Rồi con này độ mới cao á, 1 triệu 150k mã C82 nha, 150k C82. Bearing ha, dòng pin solar nha. Pin solar rất là ít. Rồi em lên chỗ nhà đây, pin năng lượng đi. Citigen. Con này cũng thuộc dòng cao của Citigen STSA nè, anh em hay hỏi dòng Citigen giá bình dân chốt cái này. Dây khóa này, bản Titanium mà còn mới nè. Con này độ mới 85 nha, hàng xì báo 85 thôi, cái này hơn 85. Kính sapphire lịch vạn niên ha, cọc số dạ quang màu xanh dương. Mấy này có mã mình search Google ra hết rồi. Có dạ quang. Này pin khỏe nha, pin khỏe em mới reset mới chỉnh giờ được cho nhà nha, có mã đây. Cái sạch Google là Citigen H110 là ra đó thôi nha. Đó, thời buổi 4.0 mà, cái sạch Google là ra thôi. Dòng Duratest mắc in sao băng nè, lắp ráp bên Nhật nè. Dây khóa rồi một con bản chuẩn nội địa Nhật ha, Citigen dòng cao cấp, dây 18 nha, lên tay nè. Titanium mà còn vậy nha, tức là thép máy bay á, anh em dị ứng với bạn thép inox một hôi muối nào đó, chốt mấy này. Khóa dập hiệu STSA đây. STSA dập hiệu ha. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là 38.8. Đứng luôn là 43.1, 43 đi, mỏng thì 87. Siêu nhẹ, anh em dị ứng với thép inox á, một hôi muối thì chốt thép máy bay. Với lại nó là bản dòng cao cấp của CTN á. Được cái là kính sapphire pin lịch vạn niên pin năng lượng ha. Rồi con này 950 C72 nha. 950k C72 con này mặt đen ha. Rồi em có mặt trắng luôn. Mặt trắng số thẳng phối số La Mã nè, có dạ quang. Tùy anh em thôi, thích mặt trắng mặt đen gì, hai con độ mới giống nhau nè, phay xước. Titanium mà còn phay xước zin đó nè, kính sapphire luôn, lịch vạn niên hết nha. Hai con này em chỉnh giờ ok rồi, anh em muốn cách chỉnh giờ cứ báo em. STSA nè. Khóa dập hiệu ha. Rồi, mặt sau đây. Thì dẫn vậy thôi nha, H410 H110 thôi nè. CTN H110 dòng Duratest dòng cao ha, mắc in sao băng nè. Lắp ráp sản xuất bên Nhật, nó có cái khóa nó có đồ tăng đưa ha, bóp bóp cái này vô nè, tăng đưa vô. Bóp đẩy ra hết, tùy mình thôi. Dây thì cứ 18 nha, hai con dây 18 hết nha. Lên tay.
Vậy 18 so với mặt thì cũng không ngắn không dài nha. Nên form này em nghĩ anh em 17 như em đổ về đeo thấy hợp lại rồi. Anh em tay 18 thì đeo vừa. Rồi cũng vậy thôi, size 38, 38.5 mỏng. 89. Rồi con này cũng 950 mã C73 nha, 950 C73 ha, nó dòng Citizen đó. Nó dòng cao cấp á. Rồi anh em muốn ít tiền hơn thì mình xuống dòng Reuno, nó thuộc dòng Citizen luôn. Đó, phay xước nè. Độ mới cao, mặt trắng, sốt trò ha, lịch vạn niên. Nhưng mà trước khi đi em chỉnh giờ cho, này chưa chỉnh nè. Nó reset chỉnh lịch lại hết cho. Nói chung mấy dòng này pin khỏe mới chỉnh được. Đó, pin yếu anh em cho em bao cho anh em chỉnh luôn, không bao giờ chỉnh giờ được ha. Con này thì cứ là H415. Cứ mấy cái này mà pin từ Nhật về mà khỏe mà chỉnh giờ được cái nhà xài 2 năm chứ xài đúng đàng hoàng nha, đúng phơi nắng hoặc là tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày đàng hoàng là rất là bền pin nha. Dây thì thoải mái, vậy chắc 19 20 cũng được. Lên tay 7 nè. Hôm nay thì đầm tay xe 38. Cái phay xước zin nha, xe phay xước zin nhà sản xuất chứ không phải đánh bóng xe 3 ha. Kính không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo ha. Xe 38.6 tính 38. Đứng luôn là 44 mỏng. 9 ly. Thì cái dòng này bên Nhật vẫn bán 20.500, chưa tính tiền ship, tiền mua hộ. Thì về Việt Nam thì cái giá này thì như giá bình dân này, bình dân cho anh em xài trải nghiệm bình bằng tiền cục pin thế này. Có nhiều anh em xài nào đồng có đá nên chốt cái này như đầm tay nữa đó. Rồi con này 550 mã C70 nha, 550k C70 ha, siêu bền luôn. Anh em đã từng xài mấy con này biết nó bền dữ lắm. Rồi một con này thương hiệu nội địa Nhật, con này nó dòng limited tức là bản kỷ niệm á. Này cái dáng nhìn cái mặt nó dễ thương, nhìn có duyên lắm. Anh em thích màu trắng học trò nó chốt mấy này. Em thích dạ quang có dạ quang nha, lịch gốc 4 giờ rưỡi ha, nè, gốc 4 rưỡi. Kính zin đẹp không sức mẻ nhưng có chấm đây nha, có báo ha, nè. Nếu mà em quay em cố tình mà em quay cả nhà dễ thấy phải báo nha, nè. Có chấm xíu đây ha. Để chi anh em mình đồng ý hàng xây nhưng mà mua về có báo rồi. Đó, đỡ nó qua nó lợi ha. Thì nó bị vết đây thì bán giá rẻ xíu á, bản dây thép phay xước bốn góc, còn dây khóa bản thép khóa dập hiệu nữa ha. Con này bản kỷ niệm gì đó, đi mít tịch gì nè, cứ bản kỷ niệm là kiểu nó sản xuất bao nhiêu cái đây. Chống nước 10 bát rửa mặt đi mưa được ha. Tự ô con này chắc lặn được nha, nấm củ chai nè, nấm củ chai đáy sấy luôn. Nhưng hàng xây lưu ý không bao nước ha, dây thì dài rồi. Con này giá dây chắc 20 cũng được, lên tay nè. Hôm nay anh em cứ 36 đổ về đeo cho em được. Con này dán quân tẹt dán xưa mà. Rồi cái vết chỗ này không đáng kể đâu, cái nhà cứ về dùng bình thường nha, không có đáng kể gì đó. Tự hàng si mà buộc phải báo thôi. Xe 35.4 mỏng 9 ly 7. Đứng luôn là 43.5 ha. Độ mới. Do nằm trong lô thì kiểu quăng tới quăng lui thì có vết 450 nha, 450k mã C67 ha. Nếu mà kính này đẹp em bán con này phải 650 nha. Này chắc lắm. Này một con hàng xây vậy là chắc rồi, cứ bản thép máy Nhật ở nhà đeo biết chừng nào hư. Rồi em lên cho nhà một con Casio dòng multiband 6 7 kim ha. Con này thì nó là dòng kim nhưng mà nó nhiều chức năng lắm, nó xem được nhiều mũi giờ thế giới nè. Mấy dòng dòng trên đây chức năng mũi giờ thế giới ha. Này đồng hồ đây là chỉ chức năng ngày tháng thứ đó. Ngày tháng thứ báo thức. Bên đây đồng hồ 24 giờ không, này 24 giờ này, chỉ ngày đêm nè. Này chỉnh báo thức với xem múi giờ thế giới đây nè, này lịch vạn niên ha, em test cơ có dạ quang. Thì anh em muốn trải nghiệm cái cách chỉnh giờ cái dòng Casio này cứ báo em gửi video chỉnh giờ cho, cũng đơn giản lắm. Độ mới con này cũng còn ok nha, dây khóa nó zin nó luôn á, dây khóa zin nó nha. Casio này thì cái này là dây thép nha, nếu anh em sau này mình đeo mà mờ nữa đi xì ba đánh bóng được thì đơn giản không có gì khó đâu. Nhiều anh em cứ ngại hàng si, đồng ý hàng si nó xài rồi mới giá vậy nha, nó phải có vết thời gian xíu chứ. Còn xuất sắc hơn thì mình mua con mới hơn, giá chênh chênh lệch hơn xíu. Con này Casio WVQ M410 là ra thôi. Linh kiện phụ kiện là của Nhật, sao băng lắp ráp nhà máy đặt ở China nè, bắt đầu mới xuất trên thị trường nội địa Nhật. Dây của nó nè, dây này chắc 19 20 cũng được nha, lên tay 17. Tính ra là nó là pin năng lượng mà nó dòng 7 kim nữa mà giá nó là có 850, quá bình dân nha. Anh em đã mua một con dòng 6 kim ở Việt Nam xài cũng phải bèo, nếu mà con mới 3 triệu mấy mới xài được nha. Mình nên cân nhắc mấy con này mình trải nghiệm ha, xem được nhiều mũi thế giới về thể thao báo thức các kiểu, chỉnh giờ cũng được, nó là pin năng lượng nha, lịch vạn niên nữa ha.
Size 42.9 mỏng. 11.3 nha. Con này em bán nha giá 850, bả C 75 nha, 850k C 75 ha. Muốn mới thì đánh bóng xì ba được thôi, nó sẽ mới thôi. Rồi em lên cho nha một con Casio dòng trước của Multibank pháo. Đó, này là nó cũng thuộc dòng quay cấp tôm mà y như Multibank 5 gì đó. Đó. Nhưng mà nó siêu mỏng ha. Thì cái dòng bản này bản đặc biệt của Casio nó sẽ lắp ráp bên Nhật nha. Như được cái là kính sapphire nữa, kính sapphire mà siêu mỏng nữa. À. Đó, tính cho nó mỏng mặt xanh luôn nha. Hai máy vừa kim vượng tử luôn, dây khóa bằng thép. Đó. Khóa zin dập hiệu. Anh em hay sưu tầm Casio chưa có cái bản siêu mỏng chốt này, quay cấp tơ ha. Mặt sau đây. Thì con này tính nó cũng thuộc dòng xưa, dòng cổ cổ xíu mà cả nhà thấy cái nước sơn nè, mấy cái nước sơn nó còn đẹp không? Ở sau nó nè. Đó, con này có mã là Casio WVH 100Z nha, sao băng K lắp ráp bên Nhật nha. Đó. Nè, mặt sau. Thấy uy tín nè. Rồi anh em hay sưu tầm chưa có Casio siêu mỏng chốt này. Này form này em khuyến cáo 16 17, 16 17 đổ lên nha. Dây thì còn dài. Dây hiện tại nó 18 được nha. Đây 18 được. Lên tay 7. Nhiều anh em ta mua chủ yếu sưu tầm này, có mẫu này mẫu kia nha, mỏng nha, kính sapphire nha, dòng cao quá. Thì cũng vậy nha, đang giờ bình thường nè. À, mức pin nè, xem nhiều múi giờ thế giới nè, báo thức nè. Một ngày con này chỉnh cho nó được 3 báo 3 lần báo thức với một báo tiếng, đúng tiếng tin cái á. Bấm giờ thể thao, hát xét chỉnh kim quay lại giờ bình thường. Đèn để đây nha, nó đèn trong ha. Tối á, mình che lại coi giờ nữa. Nó sẽ loan ra mình thấy cái giờ điện tử ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 41 mỏng. Có 7 ly thôi, siêu mỏng. Con này bán 650 mã C71 nha, 650k C71 ha. Pin năng lượng nha, pin năng lượng còn khỏe nha. Rồi em lên cho nhà dòng Multibank pháo đi. Multibank pháo thì em còn con mặt xanh nha. Đó, con này mặt xanh, anh em phong thủy chốt này, kiểu dáng ngầu ngầu hầm hố á, chốt cái này. Đèn này. Pin năng lượng khỏe ha. Chạy giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức này các kiểu hết à. Anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy cái dòng này cứ báo em còn thôi, cứ search YouTube ra hết à. Cách chỉnh giờ Casio quay cấp tơ là ra hết nha. Dây khóa nè. Này dính giờ lao thấy bóng. Độ mới này còn ok, chất nhựa còn đẹp. Chẳng là mã WVM640 thôi. Giờ thế giới, giờ thao, báo thức, dây thì này dây 18, 18 đều thoải mái lên tay nè. Mặt xanh ha, độ mới ok. Anh em mà đeo đồng hồ ba kim chán á, chuyển qua vừa kim vượng tử mà nhiều chức năng chốt cái này. Xe ngang 43 mỏng 12. Rồi 600 mã C81 nha, 600k C81 ha. Cũ hơn vẫn có nha, ví dụ cũ hơn rẻ hơn 50% vẫn có nha, chứ có nhiều anh em hô con này mắc hơn kia nữa chứ. Rồi một con Multibank pháo dòng dây gút mặt xanh luôn, con này cũng vậy thôi. Nói chung giờ cái nhà mua mấy con này như mua cục pin thôi, chứ thật sự cái giá này cái nhà đi qua Nhật mua lẻ cũng đâu không có nữa. Nó chỉ có hàng si trong lô tụi em mới bán giá vậy cho ở nhà anh em, nó mới tới tay anh em mình trải nghiệm mấy dòng này thôi. Thật sự đeo siêu bền là nó dạ quang đèn đầy đủ hết à. Một con đồng hồ mà nó hội tụ nhiều chức năng mà pin năng lượng siêu bền, cứ pin khỏe mà về Việt Nam mà cứ phơi nắng mà chỉnh giờ ok hết, ở nhà xài pin chắc cũng 2 năm chứ sinh nhơi, bên hông còn ok nha. Mặt xanh ha. À, ở sau này nha, nước sơn cũng còn ok nè, có phai phai theo thời gian xíu nhưng mà không đáng kể đâu. Con này cũng 80 85% nè. Có báo tình trạng đó nha, có nhiều anh em phải coi đi video kỹ giúp em ha. Nè. Mức pin giờ thế giới, giờ thao, báo thức này các kiểu á. Nói chung anh em muốn trải nghiệm mấy này thì cứ báo em đi. Giờ em quay lẹ quay độ mới cho nhà thôi, xe 42. Mỏng thì 107. Đứng luôn là 44.5 ha. Đó. Báo tình trạng với độ mới thôi. Chứ thật sự mấy này thì huyền thoại, bên em bán này kiểu huyền thoại nha. Rồi 550 mã C80 nha, 550k C80. Bán mấy mấy con này nè, tự tin luôn, không có từ lúc giờ bán cũng không ai bán vốn mấy dòng nha, tự nó quá bền. Nhiều anh em muốn đeo cho nó hư cũng hơi khó. Con này mặt đen nha, mặt đen dây khóa nè. Con này còn tiếng Nhật cái trước khi đi em chỉnh ok cho test cho nhà. Dạo quang đèn thôi, với độ mới tình trạng thôi. Mày độ mới còn cao nha, thấy nó sơn nè.
Sơn cũng còn ok, cũng có wifi nhẹ nhẹ nè. Đó. Thì wifi nhẹ nhẹ thì sẽ là 550 mã C79 nha, 550k C79 ha. Để chút em so sánh cho có nhiều anh em hô con này cao hơn con kia tại sao ha. Đó, rồi y vậy thôi, con này mặt đen, nó giống nhau size 42 đổ về thôi nha. Nó 550 C79. Rồi con đây anh em so sánh này, con này cao nè. Đây cái nhà thấy nè. Dây khóa đó đó. Nói chung 700 là có giá 700, nhận hàng ví dụ anh em mà chưa tin á, cứ chốt hai con về mình so sánh nhau là biết biết sao mà giá đó ha. Cầm lên con đồng hồ khác liền. Thì hàng si nha, nó không có mắc đâu, có nhiều anh em hô anh mua chỗ này mắc hơn 100 200, không có mắc đâu nha. Cái giá trị ban đầu của người ta là 3 triệu mấy rồi, mình mua có mấy trăm ngàn, mua là mắc hơn 100 200 là mua cái độ mới thôi. Nó mình cứ thông thái mình suy nghĩ được vậy, mình mua được những con đồng sản phẩm nó tốt ha. Nó chứ đừng có quy mua, nói chung bất cứ mua shop nào thì không có riêng shop em đâu, có nhiều anh trai hôm anh mua shop bên kia cao hơn em cũng không nói gì nha, tự người ta sẽ mới sẽ cao hơn thôi, tùy thôi. Nhà thấy nè, đó cái sơn đây nè, vẫn là WVM630 là linh kiện phụ kiện của Nhật Sa Băng, lắp ráp nhà máy Thái Lan nè. Đó dây bên hông nè. Đó rồi cho nhà xem bên đây nè, nó nước sơn cũng vậy thôi nhưng mà có file có báo nè, tiền nào của nấy nha, nè có xíu nè. Đó. Tiền nào của nấy mà, bởi vậy cả nhà cứ cứ quan trọng 100 200 ngàn nhưng mà mua đổ lợi con đồng hồ nó không có vừa ý nha. Còn muốn vừa ý thì cứ y vậy nè, về cứ nhận hàng là vừa ý liền. Đó, lắp ráp Thái Lan luôn ha, nhiều em dị ứng với bản China chốt Thái Lan. Xe ngang của nó luôn là 42 mỏng 11.8, chiều đứng luôn là 44.8 nha. Rồi 700 mã C778 nha, 700k C78 ha. Rồi một con mặt đen với con mặt mỡ gà luôn đó, anh em thích nào cũng được. Con này số trò dạ quang chấm bi, con số thẳng ha, đây nó dạ quang hết rồi, đèn này nó ok hết nha, máy này pin năng lượng khỏe hết nha. Tự mấy dòng mua cho banh sáu này pin khỏe đó nha, mới chỉnh giờ được chứ anh em đã từng xài biết rồi, pin yếu không bao giờ chỉnh được đâu nha. Dây khóa nè, phai xước còn hết rồi, dây khóa zin hết nha. Mặt sau đây. Rồi con này thì 500 mã C76 nha, 500k C76. Con này xi ngang của nó luôn là 41.5 mỏng 10.8, giờ thế giới giờ thể thao báo thức các kiểu ha. Rồi con đó mặt mỡ gà, con này mặt đen. Đó, cho nhà xem độ mới nè. Chung máy này về cho đeo thôi, mua về tặng cho mấy bố mà đeo siêu bền á, thích đeo siêu bền. Làm việc môi trường nước chốt máy này ha, nó là chùm á, máy này là chùm nước đó nha, nhưng mà hàng xi lưu ý không bao nước nha. 50 nè, 500k mà C77 nè. Xay ngang con này thì có 41.4 mỏng 10.9, mặt đen. Rồi con này 500k C77 ha. Rồi con này thì chưa bóc siêu bọc đó. Thì thay vì cái nhà mua một con điện tử cho mấy bé Việt Nam á, nên chốt mấy con này, độ mới nó cao. Mới con này cũng muốn nhà mua bèo phải 1,5 triệu, gần 2 triệu bạc đó. Nhưng mà con này là hàng chưa lên tay luôn, nó hàng si mà giá vậy thôi. Nè, mặt sau đây có mã cái sạch Google Casio AW880 là gan này nha, phay xước mặt sau nè, dây khóa nè, chưa có dùng luôn nha, chưa dùng cũng vậy đó. Hai máy vừa kim điện tử giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu. Đèn này nó đèn hai bên ha. Đó. Rồi, một con đồng hồ hội tụ nhiều chức năng nha, máy này ha siêu bền là nó đó, size 39.7 mỏng 13.4 chuẩn nha, bao nha chuẩn Casio. Bữa bán 500 này bán sale 450 đi nha, 450k mà C8 thì 450 mã C8 nha. Rồi ai kết chụp hình trên Zalo cho em, 450 nha, mua được con mới rồi quá hời. Một con cái bản cũng như vậy luôn nhưng mà con này bản dây thép, độ mới con này tầm 80 thôi, 80% thôi. Đó, tùy anh em thích dây thép dây cao su chốt này. Đó, thì tình trạng nha, nó nè tùy theo độ độ mới thôi. Con này 380 mã C74 nè, nó 380 ha, cũng vậy thôi. Giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu hết rồi. Đèn này pin thường nha, hai con này là pin thường. Đó, có nhiều anh em dị ứng với bản pin năng lượng á, chốt pin thường về mình đeo. Đó. Rồi xe ngang của nó luôn là 39.6 mỏng 13 380 C74. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.